an trụ Bất luận Là sơ học Hay là người tu học đã lâu Đều vô cùng quan trọng Cổ nhân nói Thân an tắc đạo lông Chúng tôi nghĩ đến thời cận đại trong thế kỷ này chẳng có cao tăng đại đức xuất hiện trên thế gian phật pháp là như thế mà pháp thế gian cũng chẳng phải là ngoại lệ không chỉ tại trung quốc mà gần như tại tất cả mọi nơi trên toàn thế giới Chúng ta đều thấy Do nguyên nhân nào Trong thế kỷ này Chẳng có hai chữ an trụ Các xã hội trên toàn thế giới Đều rơi vào tình trạng trao đảo Bất an Nên lòng người chẳng thấy định Rất khó thành tựu trên thực tế có vấn đề như thế này đại hoàn cảnh bất hảo xã hội đồng loạn nhưng nếu cá nhân thật sự có thiền căn có phước đức vẫn có thể thành tựu thiền căn là tính tâm kiên định phước đức là có thể chịu đựng khổ sở khó khăn người như vậy rất ít nhưng chẳng phải là không có do vậy lúc đức phật sắp nhập diệt tôn giả a từng hỏi phật Phật tài thế Chúng con nương tựa Ngài làm Thầy Ngài chẳng trụ thế Chúng con nên nương cậy ai Đức Phật dạy một câu Lấy giới làm Thầy Lại còn nói thêm Lấy khổ làm Thầy Nói cách khác trong thời đại hiện tiền Chúng ta có thể trì giới có thể chịu khổ thì sẽ có thể thành tựu đầy đủ hai điều kiện ấy bất luận ở trong thuận cảnh hay trong nghịch cảnh đều có thể như như bất động Cổ Đại Đức đã dạy chúng ta bí quyết thành công thâm nhập một môn quân tu lâu dài Thí dụ như trong hoàn cảnh hiện thời Chính mình có thể tìm được một nơi rất hẻo lánh Một chỗ rất lạc hậu Chỗ lạc hậu là nơi bình yên Mọi người chẳng tranh chấp Chẳng có ai đến giành vật chắc chắn là điều kiện vật chất rất kém cỏi nhưng là nơi tu hành tốt đẹp càng kém cỏi càng tốt một cái liệu tranh bé tí quý vị tặng cho người ta người ta chẳng thèm coi thường đó là chỗ bình yên